Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc nón với cái họa tiết là thổ cẩm hình chữ X giống như vậy ha các bạn ha. Nhìn cũng rất là cưng luôn các bạn ơi. Đó, rồi mình đi vào nguyên liệu ha các bạn ha. Nguyên liệu thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái cuộn sợi dệt với hai màu như vậy ha các bạn ha. Và mình sẽ móc kim móc 4.0 ha để giả tulip đầu 3-4 ha các bạn ha. Rồi mình đi vào chi tiết ha các bạn ha. Rồi các bạn ơi, sau khi các bạn đã đi được cái chóp nón ha các bạn ha, các bạn đi tới cái hàng 13 thêm ha các bạn ha, thì tổng số mũi của mình ở trên cái chóp nón này sẽ là 120 mũi ha các bạn ha. Và tiếp tới thì các bạn sẽ đi thêm cho mình một cái lằn không thêm ha các bạn ha. Đó, ở phía trong này là hàng 13 thêm này các bạn ha. Và sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái lằn không thêm ha. Đó, các bạn sẽ đi cho mình một cái lằn ít trắng hoặc là một cái lằn ít cái màu khác với lại hai cái màu này ha các bạn ha. Đó, các bạn có thể đi cái màu nhạt hơn hoặc là cái màu đậm hơn tùy vào các bạn ha. Các bạn có thể viền quanh cái nón một cái vòng ít không ha các bạn ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi giùm mình ha. Rồi sau khi các bạn đã đi xong một cái hàng chữ X ha các bạn ha, thì cái mũi tiếp theo ha, các bạn sẽ đi một cái mũi X trắng và mình sẽ nối cái X đen này vào ha các bạn, và mình sẽ móc cái chữ X bự ở ngay kiểu cái đầu dòng này luôn ha. Đó, trước tiên thì các bạn sẽ đi cho mình là ba cái X đen này ha. Đây, 1 nè, 2 nè, và 3 X đen ha các bạn ha. 3 X đen. Rồi tiếp tới các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 3 X trắng ha. Đây, 1 nè, 2 nè, và 3 X trắng ha các bạn ha. Rồi tiếp tới sẽ là 3 X đen ha. 1 nè, 2 nè, và 3 X đen ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi hết cái vòng này ha các bạn. Hết cái vòng này ít trắng nha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi hết một cái dòng ít trắng giùm mình ha. Đó. Thì cái này cái hoa văn bự á các bạn, thì mình cái hàng đầu tiên mình chỉ đi nhiêu đó thôi, qua cái hàng tiếp theo thì mình sẽ móc tiếp cái hoa văn vào ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình ha các bạn ha. Rồi cái hàng tiếp theo ha các bạn ha. Đây, cái hàng tiếp theo thì các bạn sẽ chừa một cái mũi cuối cùng này ha các bạn. Đó. Ha, đó, chừa cái mũi cuối cùng ở đây để mình móc 5 cái mũi X đen này ha các bạn. Đây, các bạn sẽ đi nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, và 5 cái mũi X đen này ha các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi X trắng ở giữa ha. Đây. Và tiếp tới nữa sẽ là 5 cái mũi X đen ha các bạn ha. Đây, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, và 5 mũi X đen ha các bạn ha. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ đi cho mình là 7 cái mũi X trắng này ha các bạn. Đây, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, và 7 cái mũi X trắng ha các bạn. 7 cái mũi X trắng. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ đi cho mình là 2 cái mũi X đen ha. Đó, cái này mình đã bắt đầu mình qua cái mũi chữ cái X nhỏ này ha các bạn. Đó, 2 mũi X đen ha. Rồi, tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha các bạn. X trắng ở đây ha. Và tiếp tới nữa sẽ là 2 cái mũi X đen ha các bạn. Đây, 2 mũi X đen ha. Đây. Đây. Và tiếp tới nữa sẽ là 10 cái mũi X trắng ha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, và 10 ha các bạn ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi cái mũi X nhỏ đó ha, và các bạn sẽ đi cho mình là 2 cái X đen ha các bạn. 2 cái X đen nè. Rồi tiếp tới sẽ là một cái X trắng ha.
Và tiếp tới nữa sẽ là hai cái ít đen ha các bạn ha. Đây tiếp tới nữa hai ít đen. Rồi, tiếp tới nữa sẽ là 10 cái ít trắng như vậy ha các bạn. Đó, ít trắng xong rồi tới hai ít đen, một ít trắng, hai ít đen. Đó, và các bạn sẽ móc dài tới ở phía ở bên này luôn ha các bạn ha. Đây là cái khoảng cách giữa cái chữ ít lớn này các bạn. Ít lớn với cái chữ ít nhỏ thì cái khoảng cách của nó chỉ là 7 mũi hai bên này ha các bạn và 8 mũi ở phía bên này ha. Còn riêng đối với những cái chữ mũi ít nhỏ thì các bạn cái khoảng cách này sẽ là 10 mũi nha các bạn. Ha, các bạn nhớ giùm mình ha. Đó, đây là cái chữ ít bự nè, thì cái khoảng cách từ đây tới đây tới cái chữ ít nhỏ này chỉ có 7 mũi thôi ha. Đó, còn cái khoảng cách giữa hai cái mũi ít nhỏ nè là 10 cái mũi trắng này ha các bạn. Đó. Ha. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ móc hết hàng giùm mình ha. Đó. Nguyên cái vòng này thì các bạn sẽ qua là 10 cái mũi ít trắng như vậy ha. Đó, giữa những cái mũi ít nhỏ này thì các bạn sẽ qua 10 cái mũi ít trắng ha. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ móc hết cái hàng này giùm mình nha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn, là sau khi mình đã làm được cái chữ ít nhỏ này các bạn, đó ít nhỏ cuối cùng ha, thì mình sẽ lấy ở đây làm cái điểm chốt để mình hướng dẫn tới cái chữ ít này cho các bạn dễ hình dung ha các bạn ha. Đó, đây nè, đây là hai cái mũi ít cuối nè ha các bạn. Đó, đây ha. Rồi tiếp tới ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình nè. Các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 6 cái mũi ít trắng này ha các bạn. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, và 6 ha các bạn. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là hai cái mũi ít đen ha các bạn ha. Đây hai cái mũi ít đen, 1 nè, hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đây 1 nè, 2 nè và 3 cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít đen ha các bạn. 1 nè, 2 nè và 3 cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là 3 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 nè, 2 nè và 3 cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha các bạn ha. 1 nè, 2 nè. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 5 cái mũi ít trắng này ha các bạn. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè và 5 ha. Ở đây các bạn sẽ làm cho mình một cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là hai ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là một ít đen ở đây ha. Và tiếp tới sẽ là hai ít trắng ha. Và tiếp tới nữa sẽ là một cái ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tới các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 8 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đó, cái khoảng cách giữa cái chữ ít bự này các bạn đó ha, cái chữ ít bự nè tới cái ít nhỏ này nó khác ha. Và cái khoảng cách từ cái mũi ít nhỏ tới cái ít nhỏ thì nó sẽ khác ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè và 8 ha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi một cái ít đen ha. Rồi sau đó sẽ là hai cái ít trắng ha các bạn. Tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha.
Tiếp tới sẽ là hai cái ít trắng nha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha. Đó. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi tiếp tám cái ít trắng này ha các bạn. Đó, tám cái ít trắng và tiếp tục các bạn sẽ làm cái mũi ít nhỏ ở đây ha. Đó, rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ móc hết cái hàng này giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Đó, sau khi các bạn đã làm xong cái chữ ít nó nhỏ này nè ha. Rồi hàng tiếp theo ha. Đây các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 2 4 5, 5 ít trắng ha các bạn. Đây 1 nè. 2 3 4 và 5 ít trắng ha các bạn ha. Đây các bạn đi 5 ít trắng. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình là 2 ít đen này ha. Rồi tiếp tục sẽ là 2 ít trắng ha các bạn ha. Rồi tiếp tục sẽ là 5 ít đen ha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 và 5 ít đen ha các bạn ha. Rồi tiếp tới sẽ là 2 ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 2 ít đen ha. Rồi sau khi đi xong 2 ít đen xong thì tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 7 cái ít trắng này ha các bạn. Đây 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. Và 7 ha các bạn. Rồi tiếp tới ha các bạn sẽ đi cho mình là 1 cái ít đen ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp 12 cái ít trắng này ha các bạn ha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 7 8 9 10 11 và 12 cái ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi một cái ít đen. Và tiếp tới sẽ là một cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen. Rồi, tiếp tục tới thì các bạn sẽ đi tiếp là 12 cái ít trắng này ha các bạn. Đó, 12 cái ít trắng ha. Và tới một cái ít đen, một cái ít trắng, một cái ít đen ha các bạn ha. Đó. Đó cái khoảng cách giữa cái ít bự này các bạn. Đó tới như cái ít nhỏ thì nó sẽ khác ha. Và cái khoảng cách từ cái ít nhỏ này tới cái ít nhỏ này nó cũng khác ha các bạn ha. Đó. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng này giùm mình thôi ha. Rồi sau khi các bạn đã đi được tới cái chữ ít tới đây ha các bạn ha. Đó. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 11 cái ít trắng này ha. Đây 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 6 7 8 9 10 và 11 ha các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái ít đen ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là 3 cái ít trắng ha. 1 2 3 cái ít trắng. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ở đây ha các bạn.
Rồi tiếp tới nha các bạn, sẽ là 9 cái ít trắng ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cái ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ở đây ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tới ha các bạn sẽ đi là 8 cái ít trắng ha các bạn. Đây 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 ha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ đi một cái ít trắng này ha, à, một cái ít đen ở đây ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít trắng ha. Một cái ít đen ở đây. Và sau đó sẽ là hai cái ít trắng. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là 8 cái ít trắng ha các bạn ha. Đó. Đó cái ít trắng này đối đó cái khoảng cách từ cái ít trắng đối với cái ít trắng nó khác nhau ha các bạn ha. Đó và khoảng cách từ cái ít bự này nè tới cái ít trắng nó cũng khác ha. Đó cái khoảng cách này với cái khoảng cách này nó khác nhau ha các bạn ha. Đó còn vào ở trong này thì cái khoảng cách từ cái ít nhỏ tới ít nhỏ thì nó giống nhau hết ha. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết cái hàng này giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là 9 cái ít trắng này ha. Đây 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 5 6 7 8 và 9 ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái ít đen ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là 3 ít trắng ha. 1 2 3 và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha. Và tiếp tới thì các bạn sẽ đi cho mình là 10 cái ít trắng này ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10 cái ít trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình hai cái ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là 10 cái ít trắng này ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
và 10 cái ít trắng. Rồi tiếp tới sẽ là 2 cái ít đen ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là 1 cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 2 cái ít đen ha các bạn. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình ha. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha, hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là 10 cái mũi ít trắng đây ha các bạn ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10 ha các bạn. Sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là 3 ít trắng ha các bạn. 1 2 3 và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 18 cái mũi ít trắng này ha các bạn ha. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 và 18 ha các bạn. Đó. Và sau đó ha các bạn sẽ làm một cái chữ X mới ở đây ha các bạn, đó nó sẽ xen kẽ vào đây ha. Và tiếp tục các bạn sẽ đi lại ha, hai mũi cái X đen này ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái X trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít đen ha. Rồi tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình là 10 cái mũi ít trắng này ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và sau đó mình sẽ làm một cái con ít nhỏ ở đây ha các bạn. Và các bạn sẽ đi là hai cái ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít đen này ha các bạn. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình đây ha. Đó, tiếp tục các bạn sẽ qua 10 cái ít trắng ha. Rồi tới hai cái ít đen, một ít trắng và hai ít đen ha các bạn. Đó. Chỉ có cái khoảng cách từ cái chữ ít bự này các bạn, đó qua tới cái chữ ít nhỏ này nó mới khác thôi ha. Còn cái khoảng cách giữa cái hai những cái chữ ít nhỏ thì nó giống nhau ha các bạn ha. Đó. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 13 ít trắng này ha các bạn. Đây. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này,
11 nè, 12 nè và 13 ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là 2x đen ha. Và tiếp tới sẽ là 2x trắng. Và tiếp tới sẽ là 5x đen ha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè và 5x đen ha. Tiếp tới sẽ là 2x trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là 2x đen ha. Và tiếp tới thì các bạn sẽ đi tiếp là 13 cái x trắng này ha các bạn ha. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 ha các bạn. Và tiếp tới thì các bạn sẽ đi một cái x đen ở đây ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái x trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái x đen ha. Và tiếp tới nữa sẽ là hai cái x trắng ha. Và tiếp nữa sẽ là một cái x đen ha. Và tiếp tới sẽ là 8 cái x trắng ha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. Và 8 cái x trắng xong thì các bạn sẽ tiếp tục, các bạn sẽ đi một cái mũi x đen nè. Rồi tiếp tới sẽ là 2 cái x trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái x đen ha. Và tiếp tới sẽ là 2 cái x trắng. Và tiếp tới sẽ là một cái x đen ha. Như vậy là cái khoảng cách từ cái chữ x bự này các bạn với cái x nhỏ này, cái khoảng cách này nó khác nè ha các bạn. Và cái khoảng cách từ cái x nhỏ nè ha, tới hai cái x nhỏ này nó sẽ khác nhau ha các bạn. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết cái hàng này cho giùm mình thôi ha. Đó, cái khoảng cách này có 8 mũi thôi ha các bạn. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình là 12 x trắng ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 x trắng ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình hai cái x đen này ha. Rồi tiếp tới sẽ là 3 x trắng ha các bạn. 1 nè, 2 nè và 3 x trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 3 cái x đen ha các bạn. Đây 1 nè, 2 nè và 3 cái x đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là 3 cái x trắng ha các bạn. Đây 1 nè, 2 nè và 3 cái x trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là 2 cái x đen này ha.
Rồi tiếp tới ha, các bạn sẽ đi cho mình là 15 cái ít trắng ha các bạn ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, và 15 cái ít trắng ha các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi một cái ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen. Rồi tiếp tới nữa sẽ là 12 cái ít trắng ha các bạn. Và cái khoảng cách này là tới cái chữ ít nhỏ thì nó sẽ khác với lại cái chữ ít bự này ha. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10, 11 và 12 ha các bạn. Rồi, tiếp tới sẽ tới một cái ít đen ha. Rồi sau đó sẽ là một cái ít trắng. Và tiếp tới nữa sẽ là một cái ít đen. Và tiếp tục nữa thì các bạn sẽ đi là 12 cái ít trắng ha các bạn. Và tiếp tục các bạn sẽ làm tới cái ít nhỏ này thôi ha. Đó. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là 15 cái mũi ít trắng ha các bạn. Đây, 1 ha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 ha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi ít đen này ha các bạn. 1, 2, 3, 4 và 5 ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình là một cái mũi ít trắng ở giữa này ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là 5 cái mũi ít đen ha. Đây, 1, 2, 3, 4 và 5 ha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ đi cho mình là 14 cái mũi ít trắng này ha các bạn. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 cái mũi ít trắng ha các bạn. Và sau đó ha, các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen ở đây ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp là 8 cái mũi ít trắng ha các bạn.
Đây là cái khoảng cách mà tới cái chữ x nhỏ ha các bạn. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, và 8 ha các bạn. Rồi sau đó các bạn cũng đi một cái x đen ở đây. Rồi tiếp tới sẽ là 2x trắng ha. Tiếp tới sẽ là một cái x đen. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái x trắng. Và tiếp tới sẽ là một cái x đen ha. Đó. Và cứ như vậy các bạn sẽ đi tiếp 8x trắng ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái vòng này giùm mình thôi nha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình là 14 cái x trắng ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 x trắng ha các bạn ha. Và sau đó ha các bạn sẽ đi tiếp cho mình là ba cái mũi x màu đen này ha các bạn. Đây 1 nè, 2 nè, 3 ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi tiếp cho mình là ba cái mũi x trắng ha. 1 nè, 2 3 và tiếp tới là ba cái mũi x đen ha. 1 2 và 3 ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 16 cái mũi x trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 và 16 cái mũi x trắng ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình hai cái mũi x đen ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi x trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi x đen ha. Và tiếp tục ha, mình sẽ đi cái khoảng cách tới cái chữ x nhỏ này ha các bạn, là 10 cái mũi x trắng ha. 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10 ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi hai cái mũi x đen ha. Và tới một mũi x trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi x đen ha. Đó, và tiếp tục như vậy thì các bạn sẽ đi là 10 cái mũi x trắng này ha các bạn ha, 10 cái mũi x trắng ha. Đó, để đi tới cái chữ x nhỏ bên này. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng này giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình 48 cái mũi x trắng này ha các bạn. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè,
đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi cho tới 48 mũi ha các bạn đó. Mình sẽ đi từ cái con ít trắng, ít nhỏ bên này nè các bạn, và dài qua tới cái con ít bên này luôn ha các bạn ha. Đó, dài qua con ít bên này luôn ha các bạn. Đó, các bạn sẽ đi cho mình là 48 mũi ít trắng ha. Đó, nó sẽ qua tới cái mí bên này luôn ha các bạn đó. Còn nguyên cái đoạn đường từ ở đây nè các bạn đó, từ cái đây nè qua đây nè, thì chút nữa mình sẽ móc chữ ở cái phần trống ở đây ha các bạn ha. Đó, phần trống này mình sẽ móc chữ ha. Đó, và các bạn sẽ đi ha, dài qua tới cái mí này giùm mình ha, 48 mũi ít trắng ha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã đi 48 mũi ít trắng ha các bạn, đây từ cái mí bên này ha, đó qua tới cái mí bên này ha các bạn, thì tiếp tục mình sẽ làm một cái chữ ít nhỏ ở đây ha. Các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi ít đen như vậy, hai cái mũi ít đen, rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha, và tiếp tới nữa sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 10 cái mũi ít trắng ha. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, và 10 ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ làm một cái mũi ít nhỏ ở đây ha, bằng cách là các bạn sẽ đi là hai cái mũi ít đen nè. Đó, tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Đó, và cứ như vậy các bạn sẽ qua 10 cái mũi ít trắng tiếp ha, và các bạn sẽ làm tiếp cái chữ ít nhỏ ở phía bên kia thôi ha các bạn ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình ha. Rồi sau khi các bạn đã móc được cái chữ ít ở đây ha các bạn ha, đó là mình đếm lên nè các bạn đó, từ cái chữ ít bự nè ha, đó mình sẽ đó, cái mũi hoa văn nó sẽ xéo lên như vậy nè ha. Đó, khi mà các bạn đã móc tới cái hai cái chấm ít đen như vậy ha các bạn, thì tiếp tục ha các bạn sẽ đi cho mình là 13 cái mũi ít trắng ha của cái hàng tiếp theo ha. Và bắt đầu mình đi xong thì mình sẽ móc bắt đầu móc chữ ha các bạn ha. Đây, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, và 13 ha các bạn. Rồi, tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình là hai cái ít màu đen này ha các bạn, hai cái ít đen ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình hai cái ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái ít đen ha. Rồi sau đó sẽ là một cái ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là ba cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít đen ha. Rồi tiếp tới nữa sẽ là một cái ít trắng ha. Rồi tiếp tới nữa sẽ là bốn cái ít đen ha.
tiếp tới sẽ là một cái ít trắng ha. Và cuối cùng sẽ là hai cái ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là 11 cái ít trắng này ha các bạn ha. Đây 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. Và 11 cái ít trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha. Rồi tiếp tới thì các bạn sẽ đi là 8 cái ít trắng ha các bạn. Và tiếp tục các bạn sẽ móc cái chữ ít này thôi ha. Và tiếp tục các bạn đi 8 cái ít trắng nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 ha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ đi một cái ít đen ở đây. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít trắng. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha. Rồi, và cứ như vậy thì tiếp tục các bạn sẽ đi là 8 cái ít trắng này ha các bạn. Rồi tới làm tiếp cái hoa văn này thôi ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình nha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn ha. Các bạn sẽ đi cho mình là 11 cái mũi ít trắng này ha các bạn. Đây 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. Và 11 ha các bạn. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi ít đen này ha. 1 nè. 2 nè. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít trắng. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Rồi sau đó sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới là hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới là hai cái mũi ít trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha.
tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp là 13 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nè. 12 nè. Và 13 ha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới nữa sẽ là 12 cái mũi ít trắng ha các bạn. Đó, là cái khoảng cách tới cái chữ ít nhỏ đó ha các bạn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nè. Và 12 ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn cũng đi một cái mũi ít đen ha. Rồi tới một mũi cái ít trắng. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen. Đó. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này thôi ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi cái khoảng cách từ cái mũi hai cái mũi ít nhỏ nè. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là 13 cái mũi ít trắng ha các bạn. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi ít đen này ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là ba cái mũi ít trắng ha. 1 2 ba cái mũi ít trắng. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là 5 cái mũi ít đen ha. 1 2 3 4 và 5 cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha.
Và tiếp tới sẽ là 6 cái mũi ít đen này ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Và cuối cùng là hai cái mũi ít đen ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tới ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình là 11 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ha. Sau đó sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Và tiếp tục thì các bạn sẽ đi là 8 cái mũi ít trắng này ha các bạn. Đây là cái khoảng cách của hai cái mũi ít nhỏ này ha. Đó, các bạn đi 8 mũi ha. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. Và 8 ha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen ở đây. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen. Và tiếp tới nữa sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Và các bạn sẽ đi tiếp là 8 cái mũi ít trắng này ha các bạn. Đó, để tới các bạn tiếp tục các bạn làm cái chữ ít nhỏ này ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết vòng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là 11 cái mũi ít trắng ha các bạn. Đây 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 9 10 và 11 cái mũi ít trắng ha các bạn. Sau đó các bạn sẽ đi hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Rồi tới hai cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là 5 cái mũi ít đen ha các bạn. 1 2 3
4 và 5 cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Tiếp tới là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới là ba cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Rồi hai cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới thì các bạn sẽ đi 12 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi hai cái mũi ít đen ha. Rồi tới một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới nữa sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới ha. Tiếp tới thì các bạn sẽ đi tiếp là 10 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đó, cái khoảng cách giữa hai cái chữ ít nhỏ đó ha các bạn. 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10 ha. Và sau đó các bạn sẽ đi hai cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới thì các bạn sẽ đi 10 cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới nữa sẽ làm một cái hoa văn của cái chữ ít này ha các bạn. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết hàng giùm mình ha. Rồi, hàng tiếp theo ha. Hàng tiếp theo ha các bạn. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình là 13 cái mũi ít trắng này ha các bạn ha. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình là hai cái mũi ít đen ở đây ha. Và sau đó các bạn sẽ đi hai cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha.
Tiếp tới sẽ là một cái bụi ít trắng ở đây ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ở đây ha. Và tiếp tới sẽ là ba cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới là một cái mũi ít đen ha. Tiếp tới là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tới hai cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha các bạn. Và tiếp tới là một cái mũi ít trắng ha. Rồi tới bốn cái mũi ít đen ha các bạn. Một nè, hai nè, ba nè, và bốn ha. Và tiếp tới là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là bốn cái mũi ít đen ha các bạn. Một, hai, ba và bốn mũi ít đen ha. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ đi một cái hàng ít trắng ha các bạn. Đó, cái hàng ít trắng này các bạn sẽ viền hết ha. Và các bạn sẽ đi qua tới cái mí bên này luôn ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi dài qua tới cái vòng bên này luôn. Đó, các bạn sẽ đi ít trắng nè, nó vòng qua luôn ha. Đó, và các bạn cứ như vậy các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình ha. Đó, nguyên cái hàng này ha. Đó thì các bạn sẽ đi vòng qua đây và qua tới cái mí bên đây luôn nha các bạn. Đó, các bạn sẽ đi ít trắng không ha. Rồi sau khi các bạn đã đi xong một cái hàng ít trắng ha các bạn ha. Đó, mình sẽ vòng qua tới cái mí bên này luôn ha các bạn. Đó. Đó, các bạn đi một vòng ít trắng xong ha. Thì cái hàng này bắt đầu mình sẽ đi ra cái viền luôn ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi cho mình là 4 ít trắng ha các bạn. Đây. 1 2 3 4 4 ít trắng ha. Và các bạn sẽ đi cho mình một cái V trắng ở đây ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng thôi ha các bạn. Đó, các bạn cứ đi 4 ít trắng ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè và 4 ít trắng ha. Thì các bạn sẽ đi một cái V trắng ha các bạn. Và tiếp tục 4 ít trắng ha. Thì các bạn sẽ đi một cái V trắng ha. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết cái hàng này giùm mình thôi ha. Rồi sau khi các bạn đã đi một cái hàng 4 ít thêm ha các bạn ha. Thì qua đây thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ móc tới cái hàng hoa văn vô ha. Đây các bạn sẽ đi cho mình là hai cái ít đen ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít đen ha. Rồi sau đó các bạn sẽ qua cho mình là 11 cái ít trắng này ha các bạn. 1 nè,
2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè. Rồi sau đó tiếp tục các bạn sẽ làm một cái chữ ít thứ hai ha các bạn ha. Đó, các bạn sẽ đi hai cái ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít đen ha. Và tiếp tục sẽ là 11 cái ít trắng ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái dòng này giùm mình ha các bạn ha. Đó. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là 10 cái mũi ít trắng này ha các bạn. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9 và 10 cái mũi ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Và một cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn cũng đi tiếp là 10 cái mũi ít trắng ha các bạn, và các bạn sẽ làm tiếp cái chữ ít tiếp theo ha. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết cái hàng này giùm mình thôi ha. Đó. Các bạn ơi, vậy là cái hàng hồi nãy các bạn chỉ có cái hàng đầu tiên ha. Đó, đó hai cái giác mí của cái chữ ít đầu tiên thì các bạn sẽ đi là 10 mũi ít đơn ha các bạn, 10 mũi ít trắng ha. Nhưng mà qua tới cái khoảng cách thứ hai này các bạn, thì các bạn chỉ đi là 9 mũi ít trắng thôi ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này ha. Tại vì cái khoảng cách giữa hai cái mũi ít trắng này lúc đó mình chưa có làm cái hoa văn ở chỗ này các bạn, cho nên nó sẽ dài hơn ha. Và khi mà qua bên này rồi thì mình sẽ làm cái hoa văn á, cho nên cái khoảng cách nó sẽ ngắn lại ha các bạn ha. Rồi tiếp tục qua tới cái mí bên này ha. Rồi cái hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là 11 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè và 11 ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp nữa sẽ là một cái mũi ít đen ha. Đó. Và cái khoảng cách tiếp theo ha các bạn ha, giữa hai cái chữ ít này sẽ là 13 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè và 13 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha các bạn ha. Đó, và tiếp tục thì các bạn cứ qua 13 cái mũi ít trắng ha, và các bạn sẽ làm hết cái hàng này giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là 10 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đấy, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè,
8 ta, 9 ta, 10. 10 cái mũi X trắng ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái X đen ha các bạn. Rồi sau đó sẽ là hai cái X trắng ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái X đen ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái X trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái X đen ha các bạn. Rồi tiếp tục cái khoảng cách tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình là 8X trắng ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái X đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái X trắng ha. Tiếp tới sẽ là một cái X đen ha. Tiếp tới sẽ là hai cái X trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái X đen ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục đi 8 cái mũi X trắng và một cái mũi V trắng ha. Và tiếp tục các bạn sẽ làm những cái mũi X còn lại ha các bạn ha. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Rồi hàng tiếp theo ha, các bạn sẽ đi cho mình 11 cái mũi X trắng ha các bạn. Đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi sau đó các bạn sẽ đi hai cái mũi X đen ở đây ha các bạn. Tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi X đen. Và cái khoảng cách tiếp theo giữa hai chữ X này thì các bạn sẽ đi cho mình là 12 cái mũi X trắng ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là 12 mũi X trắng ha, rồi sau đó các bạn sẽ đi hai cái mũi X đen ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi X đen ha. Rồi tiếp tục thì các bạn cứ đi 12 cái mũi X trắng ha các bạn. Và các bạn cũng sẽ làm cái chữ X tương tự như vậy ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ móc hết cái hàng này giùm mình thôi ha. Rồi như vậy là mình đã làm được cái chữ X đầu tiên của cái vành này ha các bạn ha. Rồi qua cái chữ X tiếp theo ha. Đó. Đây là chỗ cái cuối của cái chữ X này ha các bạn. Rồi các bạn sẽ đi cho mình là 4 cái mũi X trắng ha các bạn. Đây 1 2 3 4 cái mũi X trắng ha. Và tiếp tới thì mình sẽ làm cái mũi X đen ở đây ha các bạn ha. Và tiếp tục các bạn sẽ làm hai cái mũi X đen ở đây ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi X trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi X đen ở đây ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi là 11 cái mũi X trắng ha các bạn ha. Đây 1 nè. 2 nè. 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè,
8 nè, 9 nè, 10 nè, và 11 cái mũi ít trắng ha. Và sau đó thì các bạn sẽ làm cái mũi ít thứ hai thôi ha các bạn. Đó, các bạn sẽ đi hai cái mũi ít đen nè, tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha, và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn cứ đi tiếp là 11 cái mũi ít trắng ha, và các bạn sẽ làm tiếp cái mũi hoa văn chữ ít tiếp theo thôi ha các bạn ha. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình ha. Rồi, cái hàng tiếp theo ha các bạn ha. Cái hàng này thì mình sẽ thêm mũi ha các bạn, để cho cái dành cho nó bự ra một chút ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình là 11 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đây, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8, 9, 10, 11 cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ đi một cái mũi V trắng ở đây ha. Rồi sau đó mình sẽ đi một cái mũi ít đen. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp là 8 cái mũi ít trắng ha các bạn ha. Đây, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi V trắng ha. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ làm cái mũi ít này thôi ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo các bạn sẽ đi là 14 cái ít trắng này ha các bạn ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 cái ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Và tiếp tới thì sẽ là một cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi 14 cái mũi ít trắng ha, và mình sẽ làm cái hoa văn thứ hai ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Rồi sau đó các bạn cũng đi một cái mũi ít đen ha. Rồi tới một cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tới một cái mũi ít đen ha. Đó, rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn sẽ đi cho mình là 14 cái ít trắng ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14 cái ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi ít đen ha.
Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới thì các bạn sẽ đi 10 cái mũi ít trắng này ha các bạn ha. Đây 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 và 10 mũi ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen này ha. Tiếp tới sẽ là hai ít trắng ha. Tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là hai cái ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái ít đen ha. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình ha các bạn ha. Hàng tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình là 12 cái mũi ít trắng ha các bạn. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mũi ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha. Rồi tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha các bạn. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Rồi tiếp tới các bạn sẽ đi cho mình là 11 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Và cái chân tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi V trắng ở đây ha các bạn. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen ha. Ở đây một cái mũi ít trắng này nha các bạn, mình lộn. Và tiếp tới sẽ là hai cái mũi ít đen ở đây ha. Rồi, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình ha các bạn ha. Rồi sau khi đi xong cái chữ ít thứ hai xong ha các bạn ha, thì các bạn sẽ đi một cái viền mũi ít trắng như vậy ha các bạn. Đó, các bạn chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi ha. Mình sẽ đi một cái hàng ít trắng ha các bạn. Rồi xong đó thì mình sẽ viền cái nón và sẽ xong ha các bạn ha, xong hoàn tất luôn cái nón ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình thôi ha các bạn ha. Sau khi các bạn đã đi xong một cái hàng mũi ít trắng xong ha các bạn ha, thì mình sẽ làm cái viền cho cái nón này ha. Cái viền thì các bạn chỉ lên một bính ha, và các bạn sẽ kết bằng một cái mũi trượt xuống ha các bạn. Đó, các bạn lên một bính và kết bằng một cái mũi trượt xuống. Đó, cứ lên một bính và kết xuống bằng một cái mũi trượt ha. Đó. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết cái hàng này giùm mình ha các bạn ha.
Rồi sau khi các bạn đã đi xong một cái hàng ít trắng như vậy ha các bạn ha, thì tiếp tới thì mình sẽ dùng cái chỉ màu đen này để mình làm cái viền ha. Đây các bạn sẽ lên cho mình một bính ha. Đó, và các bạn sẽ kết xuống bằng một cái mũi trượt thôi ha các bạn ha. Đó, các bạn lên một bính nè ha, và các bạn sẽ kết xuống bằng một cái mũi trượt. Đó, các bạn lên một bính nè và kết xuống bằng một mũi trượt. Đó, cứ lên một bính và kết xuống bằng một mũi trượt thôi ha các bạn. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ làm hết cái hàng này giùm mình thôi ha. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn làm một cái chiếc nón thổ cẩm với cái họa tiết chữ X như vậy rồi ha các bạn ha. Rồi chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình một like ha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất cũng như là ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ha.